Thưa quý vị, là nước tiêu thụ thịt cá voi nhiều nhất trên thế giới, nhưng từ năm 1987, Nhật Bản tuyên bố chỉ săn bắt cá voi vì mục đích khoa học. Và sau khi Tòa án Công lý Quốc tế ra lệnh ngừng đánh bắt cá voi tại vùng biển Nam Cực hồi năm ngoái, thì Nhật Bản đã tạm ngừng các chuyến săn bắt tại vùng biển này. Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, Nhật Bản vẫn đề nghị được tiếp tục săn bắt cá voi vì mục đích khoa học tại đây. Đề nghị của Nhật Bản đã trở thành một vấn đề đau đầu của các nhà khoa học và tổ chức quốc tế. Hôm 3 tháng 6, các nhà khoa học về động vật biển có vú đã có cuộc họp tại Hội đồng khoa học của Ủy ban quốc tế về cá voi. Thực tế, hội đồng khoa học này không thể ra một quyết định pháp lý nào mang tính ràng buộc, nhưng hội đồng này sẽ cung cấp những thông tin về hiện trạng của loài cá voi và đưa ra các đề xuất tư vấn cho chính phủ các nước trong cuộc gặp tại hội nghị của Ủy ban quốc tế về cá voi sẽ diễn ra vào năm sau, theo chu kỳ 2 năm một lần. Một trong những vấn đề đau đầu sẽ trở thành tâm điểm nghị sự của hội nghị năm tới chính là đề xuất tiếp tục được đánh bắt cá voi của Nhật Bản. Tôi có thể nói rằng Hội đồng Khoa học nhận thấy có rất nhiều chủ đề quan trọng liên quan đến việc bảo tồn loài cá voi, bao gồm các cuộc đình công của tàu thuyền, đánh bắt hay tiếng ồn đại dương và các mối đe dọa khác đến số lượng của cá voi. Chúng cung cấp những thông tin để chúng ta có những quyết định tốt hơn. Và vấn đề thực sự gây tranh cãi là đề xuất tiếp tục đánh bắt cá voi mới của Nhật Bản, vốn được cho rằng là thực sự không vì mục đích khoa học của Tòa án Cùng lý quốc tế. Từ năm 1987, một năm sau khi có lệnh cấm đánh bắt cá voi để ăn thịt, Nhật Bản tuyên bố chỉ đánh bắt cá voi vì mục đích khoa học. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì việc săn bắt cá voi của nước này, dù được khẳng định là mục đích khoa học, vẫn vấp phải sự phẫn nộ của cộng đồng thế giới và cả đồng minh của nước này là Mỹ. Hành động gây tranh cãi của Nhật Bản bị dán một đòn nặng nề khi tòa án công lý quốc tế hạ lệnh cấm săn bắt cá voi ở vùng biển Nam Cực vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, hiện Nhật Bản đã đề trình một đề xuất mới nhằm có thể tiếp tục được săn bắt cá voi cũng vì mục đích khoa học. Còn phải nói thêm rằng Nhật Bản đề xuất bắt giết 333 con cá voi mỗi năm trong 12 năm. Tổng cộng đến 4.000 con cá voi. Lý do được đưa ra là cá voi ăn nhuyễn thể, chỉ có thể biết được càng nhiều thông tin khi giết càng nhiều cá voi. Họ muốn biết tuổi, độ tuổi trưởng thành, chiều dài của con cá. Cho đến nay không loài động vật nào bị giết hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con như thế để phục vụ cho việc thu thập thông tin như vậy. Các nhà khoa học Nhật Bản thì luôn giữ chính kiến của mình và tuyên bố cần giết cá voi mới có thể theo dõi tuổi và tình trạng sức khỏe của chúng. Tuy nhiên, một số nhà khoa học khác thì lại không nghĩ như thế. Trong năm 2015, chúng tôi đã phát triển được phương pháp luận khoa học để nghiên cứu cá voi đủ để không cần phải giết chết chúng. Chúng tôi có thể tìm hiểu về sinh thái học của chúng, về hành vi, phân bố địa lý, cấu trúc di truyền của chúng với công nghệ mà ta không cần phải giết chúng. Có rất nhiều công nghệ được phát triển cho phép chúng tôi thực hiện những nghiên cứu mà không có bất kỳ lý do gì để giết những con cá voi. Không cần thiết phải giết một con cá voi để nghiên cứu nó. Tôi đã nói vấn đề này rất nhiều lần. Một bác sĩ không thể giết bệnh nhân của mình để chẩn đoán bệnh cho anh ta. Vì vậy, các nhà nghiên cứu cũng không cần phải giết được một con cá để nghiên cứu nó. Trong số các cách thức nghiên cứu cá voi mà không làm chết chúng, được các nhà khoa học đưa ra là lấy mẫu sinh thiết và lấy mẫu gen. Theo các nhà nghiên cứu, các phương pháp này cho phép xác định sức khỏe của cá voi và trạng thái hiện tại của quần thể cá mà không cần phải giết chết chúng. Trong ba thập kỷ qua, chúng tôi đã chứng kiến việc đánh bắt cá voi phục vụ khoa học và kiểu giết chết chúng để nghiên cứu. Khoa học bị tổn thương bởi phương pháp này. Nếu đề xuất được chấp nhận, thì tôi nghĩ nó là một bước lùi trong khoa học. Nếu điều này được chấp nhận, thì nó sẽ tác động tiêu cực để khoa học, cộng đồng khoa học cũng sẽ mất uy tín, vì có một nhóm các nhà khoa học sử dụng phương pháp nghiên cứu không cần thiết. Các kết luận từ cuộc họp Hội đồng Khoa học của Ủy ban Quốc tế về cá voi sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 6 tới.